Đây là cái combo setup cho một chỉ khách ở Bình Dương. Bây giờ em sẽ quay lại cái phương thức để kết nối con này. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Cái dòng bâu này nó khá là đơn giản. Bật cái đèn hết sáng. Bộ này các bác nhìn qua nhé. Nó sẽ gồm một con giải mã DAC, con Bada ND 8006, một con mixer bâu T4S và một con mixer BXL288SM58 và một đôi loa bâu L1 Pro 16. Kết nối đầu tiên chúng ta sẽ kết nối loa trước. Ok, loa sẽ có hai dây, nó chính là cái dây mạng thôi. Đây một dây mạng, chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ này, lỗ tôn mách này. Loa bên này và bên trái nhé, thì chúng ta sẽ cắm lỗ bên trái đây, lỗ này. Đây nó có hai lỗ, một lỗ trái và lỗ phải. Lỗ bên trái cắm cho loa bên trái. Lỗ phải nó sẽ có dây tôn mắt đi kèm của con này, thì mình sẽ cắm sang con loa bên này để nó cấp nguồn luôn. Đấy, mình sẽ cắm vào đây. Xong kết nối hai loa xong nhá. Rồi đến bây giờ đến lượt mic. Con mic xua này có hai cộng, một cộng 1 và một cộng 2. Cộng 1 chúng ta cho vào line số 1. Cộng 2 chúng ta cho vào line số 2. Cắm ở dưới các bác nhá. 6 ly đây, 1 2 đây. Đấy, vậy là lên một bật tắt nó làm về đây hết. Đây, lưu ý cái này các bác nhá. Đèn mà nó đỏ, đèn bật ví dụ mô te nhá, đèn nó chưa đỏ nhá, là cái nút này không có tác dụng. Khi nào đèn nó đỏ lên như này thì cái nút này sẽ có tác dụng. Cái này nó sẽ khiến chúng ta hơi bị nhầm lẫn một chút. Cái này chỉnh ví dụ như equalizer này, nó có cái phần CH edit nhá. Muốn chỉnh equalizer bát trung tép cho kênh nào thì chúng ta phải chuyển kênh đấy. Ví dụ muốn chỉnh bát trung tép cho mic 1 thì chúng ta phải ấn cái mic 1 để sáng đèn lên này. Theo chúng ta chỉnh, dùng đúng này để chỉnh. Đấy. Ok. Chờ chỉnh nó mic 2. Ok. Mic 1. Ok. Mic 2. Còn lay 4 này là lay nhạc. Lay nhạc thì chúng ta sẽ FX mute đi, tức là cái hiệu ứng chúng ta phải tắt đi. Mà tắt tất nhiên là đèn nó phải đỏ lên. Để này là cái hiệu ứng nó vẫn có này. Nhưng mà chúng ta ấn cho đèn nó đỏ lên là cái nút này nó có tác dụng ấy. Thì nó sẽ tắt cái hiệu ứng đi. Phần nhạc chắc chắn luôn luôn phải tắt nút này đi. Còn phần mic thì phải bật nó lên. Tức là không được on cái nút này lên, tức là đèn nó tắt đi, nó hơi bị lẫn lộn cái nào một tí. Chúng ta cứ hình dung là đèn nó đỏ thì cái chữ này nó mới có tác dụng này. Đây là volume tổng. Còn đây là volume của music, em sẽ cho ở lay 4. Mic 1, mic 2 đây. Còn cái phần này là phần gain. Phần gain này chúng ta chỉnh ở mức vừa phải, khi nào đèn đỏ là chúng ta phải dừng lại ngay và lùi lại một chút. Cái này nó sẽ đèn nó báo, khi nào mà tín hiệu vào mạnh quá mà ảnh hưởng đến loa thì nó sẽ báo đỏ. Chủ yếu là những cái này em bán cho khách em sẽ set sẵn hết rồi. Thì chỉ cần quan tâm cái phần equalizer thôi, cứ để nút equalizer này chúng ta có thể chỉnh là bát tép cho mic này, bát tép cho nhạc này, làm ở đây thôi. Chúng ta dùng ba nút này chúng ta vặn xoay này, chúng ta vặn thôi. Chỉnh bát tép mic nhạc thôi. Đấy, còn cái phần delay này là phần echo, quan tâm thêm cái này nữa thôi. Echo. Phần echo thì CS4 thì không có liên quan gì, nhưng CS1 CS2 nó sẽ có phần echo này. Hai con nó sẽ đặt cũng gần như giống nhau ấy. Rồi, con giải mã có 2 dây. Sẽ cắm vào line số 4, tại vì nó xuất tiếng mà, xuất tiếng là line số 4. Mic 1, mic 2. Đấy, chúng ta nhìn con mixer nó đơn giản lắm. Tất cả lúc ấy cái loa này nó, những cái nút này nó vô tác dụng hết. Chúng ta chỉ cần quan tâm nút nguồn đây này. Tắt này. Bật nó lên là xong. Thế thôi, bên này cũng tương tự thế. Tắt bật nguồn thôi. Còn con mic này thì chú ý một cái. Bên này là A1, bên này là A2. Em cũng bị cái này nhiều khi mình không biết. Thì ở đây chúng ta chú ý cái mic khi mở cái đuôi ra nhé, nó có một cái nút này này, channel này. Chúng ta ấn lên, chúng ta ấn một cái nó hiển số này. À, bật mic đó. Chúng ta nhìn nó A1 này. Thì con mic này nó sẽ tự động ăn với con A1 luôn. Nếu chúng ta mà đổi đến số 3 ấy, thì ở trên này mình cũng phải chỉnh số 3 thì nó tự nhận nhau này. Đấy các bác ấn một cái chúng ta nhìn này. Nếu mà chúng ta đổi tiếp ấy, thì chúng ta ấn nó sẽ lên 1, 2, 3 gì đấy. Nhưng mà chúng ta nhớ cái này số 1 thì nó sẽ ăn vào cái cổng line số 1 này. Nhưng mà chúng ta ấn số 2 phát là hai mic nó trùng nhau, nó ăn sang bên này hết luôn này. Đấy, sau khi xong rồi thế. Tương tự con này thế. Con này cái đuôi mic nó sẽ chuyển sang màu trắng. Nó có màu đen là mic 1. Màu trắng sẽ là mic số 2. Số 1 là màu đen, số 2 là mic 2 đây. Chúng ta dễ nhớ. Đấy, kết nối. Còn cổng quang ở TV thì để hát karaoke chúng ta cắm vào con giải mã cổng quang ở đây. Cùng quang số 1 đây. Rồi, kết nối đơn giản lắm.
Đấy, chúng ta hình trình chung qua nhé. Loa này cắm vào phía trái, loa này cắm vào phía phải sau. Mic có 2 dây, lay 1 và lay 2. Music này, con giải mã này có tiếng xuất ra. Chúng ta cắm vào lay 4. Ok, kết nối đơn giản thế thôi. Dây nhựa cũng rất chỉ là ít. Sau khi cắm xong là chúng ta chơi nhạc thôi. Ví dụ chúng ta chơi nhạc qua ổ cứng chẳng hạn. Con này nó có app. Riêng cái thằng này nó có cái app HellS. Vào chúng ta có thể điều khiển được toàn bộ cái con này. Từ input các cái thứ linh tinh à, phải kết nối cùng một wifi nhé. Ok, ok rồi. Kết nối wifi, con này cùng một wifi và hai con này cùng một wifi thì nó sẽ nhìn thấy nhau. Đấy, nó tìm thấy luôn, nó nhảy vào luôn đây. Mada ND8006 này. Bây giờ chúng ta vào USB Music này. Có ổ cứng này rồi, cắm ổ cứng vào. Chúng ta có thể nghe trực tiếp ổ cứng ra, nó đang load ổ cứng này. Ổ cứng acoustic. Làm bài liên khúc chiều mưa đi. Bật nhạc, nhạc ở lay 4 nhá. Lay 4 này chúng ta mute này là tắt tiếng này, tắt đi là bật lên này, tăng lên này. Đấy. Nó điều khiển qua mixer này hết. Còn mic này bình thường là tắt đi thôi. Lúc nào nói thì mình bật nó lên. Bật mic lên, mic đen là số 1 này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, alo. 1, 2, 3, 4, 5, alo. Ok. Xong tắt mic 1 đi, không dùng thì tắt đi. Mic 2. Nút của nó ấn rất là sướng. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, ok, 2 mic rồi. Xong mình chỉnh volume của mic và volume của nhạc và volume tùng sao cho nó hòa, hài hòa với nhau là chúng ta hát thôi.